với vẻ ngoài giản dị, trầm tính, nhưng đầy lòng chắc ẩn của một người tử tế. Bằng chứng là đen đã từ chối thành công trên nỗi đau, nỗi mất mát của người khác. Mặc dù điều này không phải do anh gây ra, hành động của đen biểu hiện của sự đồng cảm, lòng chắc ẩn. Khi người dân miền Trung phải hứng chịu bão lũ, đen đã ủng hộ hàng trăm triệu đồng giúp đỡ bà con khắc phục hậu quả sau mưa lũ. Và đen cũng dành tiền cắt xê của mình để ủng hộ nhiều chương trình thiện nguyện. Thật ngưỡng mộ người nghệ sĩ tử tế, với tấm lòng ấm áp, tự trọng. Đen vào làm điều bất ngờ khi chiếc trực thăng số hiệu VN8650 gặp nạn. Vào ngày 5 tháng 4 thông tin chiếc trực thăng số hiệu VN8650 chở 4 du khách nắm Vịnh Hạ Long bị rơi xuống biển. Lực lượng cứu hộ nhanh chóng thực thi nhiệm vụ, hiện tại đã tìm được 3 thi thể cùng nhiều mảnh vụn của chiếc trực thăng, lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm người gặp nạn. Chỉ vài phút sau, cộng đồng mạng phát hiện chiếc trực thăng số hiệu VN8650 từng xuất hiện trong MP trời hôm nay nhiều mây cực được đen vào thể hiện. Trong video nam rapper đang ngồi trên chiếc trực thăng được quay cận cảnh và hát trên bầu trời tự do. MV này được ra mắt năm 2020. Được biết, lượt phim tăng sẽ dẫn đến nhiều lợi ích về mặt kinh tế và hình ảnh của vô được nhiều người biết đến hơn nữa. Thế nhưng, Den và ekip đã chọn cách ẩn MV trời hôm nay nhiều mây cực. Vì do, chúng tôi không muốn tăng lượt xem theo cách bồn bạo thế này, xin được gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn.